Đây, hội lão tướng anh Thi, anh Đức, anh Toàn, anh Huấn. Anh Toàn cũng dạng lão tướng rồi. Chỉ có mình với lại Đinh Thành là trẻ tướng thôi. Hay quá, đội đã tập trung đầy đủ. Đó, đủ rồi đó, Châu ơi, đủ rồi đó. Đây, cũng khá đủ rồi. Trọng tài cũng đã xong. Ok, để xem nha.